vậy đó hả? Vậy đó hả? Vào vào 400 nha các bạn, ra 230 nha, 220 nha. 50 hạt, 250 VA. Bị áp quá trời. Cái này hàng Cộng Hòa Séc. Này gì ta? Bốn trăm bốn trăm tám này gì các bạn, cái này mình cũng không biết luôn á nha, cái gì mấy cái này mình thấy hoài luôn mà mình không biết cái gì các bạn, khách tàu biết chỉ giùm nhé. Mấy cái Germany nè các bạn, 1000V, 600V, 380 tối đa 186A các bạn, ghê thiệt, chênh định 167A. À đây là cái có sơ đồ các bạn, U1V1 đúp 1 U2V2 đúp 2. Cái này giống như là cái gì ta, tiếng áp hả, tiếng áp ba pha hả? Nếu biết áp ba pha thì sẽ có vào có ra nha, như ta 26.3 kg. Mấy kiện Germany nha, cái này không biết cái gì các bạn. Ủa lọc ba pha hay gì?